Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Illinois Chicago của Mỹ cho thấy ăn bơ như một phần của chế độ ăn uống hàng ngày giúp phân hủy chất béo trong cơ thể và cải thiện sức khỏe của đường ruột. Các nhà khoa học tin rằng bơ là một loại thực phẩm lành mạnh, chứa nhiều chất xơ và chất béo không bão hòa đơn. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa rõ bơ tác động đến vi khuẩn trong hệ tiêu hóa như thế nào. Sharon Thompson, nghiên cứu sinh tại khoa khoa học dinh dưỡng tại Đại học Illinois, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, chúng ta vẫn biết ăn bơ giúp bạn cảm thấy no và giảm nồng độ cholesterol trong máu. Nhưng không biết nó ảnh hưởng như thế nào đến vi khuẩn đường ruột và cả các chất chuyển hóa mà vi khuẩn sản xuất ra. Nghiên cứu bao gồm 163 người lớn trong độ tuổi từ 25 đến 45 bị thừa cân béo phì. Những người tham gia nghiên cứu này được khuyên ăn theo chế độ dinh dưỡng, ngoài ra thay thế một bữa ăn mỗi ngày bằng bữa ăn mà các nhà nghiên cứu đã cung cấp. Những người tham gia nghiên cứu được cung cấp một bữa ăn mỗi ngày để thay thế cho bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối trong chế độ ăn của họ. Một nhóm tiêu thụ một quả bơ trong mỗi bữa ăn, trong khi nhóm đối chứng tiêu thụ một bữa ăn tương tự nhưng không có quả bơ. Những người tham gia cung cấp mẫu máu, nước tiểu và phân trong suốt 12 tuần nghiên cứu, họ cũng báo cáo đã tiêu thụ bao nhiêu bữa ăn được cung cấp và cứ sau 4 tuần lại ghi lại tất cả những gì họ đã ăn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ăn bơ mỗi ngày như một phần bữa ăn có lượng vi khuẩn đường ruột dồi dào hơn, giúp phân hủy chất xơ và tạo ra các chất chuyển hóa hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Họ cũng có sự đa dạng vi sinh vật cao hơn so với những người không được ăn bơ trong nghiên cứu. Chuyên gia Thompson giải thích, các chất chuyển hóa của vi sinh vật là những chất mà vi sinh tạo ra có ảnh hưởng đến sức khỏe. Ăn bơ làm giảm axit mật và tăng axit béo chuỗi ngắn, thay đổi tương quan với các kết quả có lợi cho sức khỏe. Hannah Hotcher, phó giáo sư dinh dưỡng tại khoa khoa học thực phẩm và dinh dưỡng con người tại Đại học Illinois cho biết, mục tiêu của chúng tôi là kiểm tra giả thuyết rằng chất béo và chất xơ trong quả bơ ảnh hưởng tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột. Chúng tôi cũng muốn khám phá mối quan hệ giữa vi khuẩn đường ruột và kết quả sức khỏe. Trái bơ rất giàu chất béo. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi nhóm ăn bơ tiêu thụ nhiều calo hơn so với nhóm đối chứng thì lượng chất béo được bài tiết qua phân của họ nhiều hơn một chút. Phó giáo sư Hotcher giải thích, bài tiết chất béo nhiều hơn có nghĩa là những người tham gia nghiên cứu hấp thụ ít năng lượng hơn từ thực phẩm họ đang ăn. Điều này có thể là do giảm axit mật, là những phân tử mà hệ tiêu hóa của chúng ta tiết ra cho phép chúng ta hấp thụ chất béo. Chúng tôi nhận thấy rằng lượng axit mật trong phân thấp hơn và lượng chất béo trong phân cao hơn ở nhóm ăn bơ. Một quả bơ trung bình cung cấp 12g chất xơ, điều này sẽ giúp bạn đạt được mức khuyến nghị từ 28 đến 34g chất xơ mỗi ngày. Rất ít người tiêu thụ đủ lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày. Hầu hết, mọi người tiêu thụ khoảng 12 đến 16g chất xơ mỗi ngày. Do đó, kết hợp bơ trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn tiến gần hơn đến việc đáp ứng khuyến nghị về chất xơ. Ăn chất xơ không chỉ tốt cho chúng ta, nó cũng có quan trọng đối với hệ vi sinh vật. Chúng ta không thể phá vỡ các chất xơ trong thực phẩm, nhưng một số vi khuẩn đường ruột thì có thể. Khi chúng ta tiêu thụ chất xơ, điều đó có lợi cho vi khuẩn đường ruột và gián tiếp ảnh hưởng tốt tới sức khỏe tổng thể của chúng ta. Theo nhóm nghiên cứu, chỉ một quả bơ chứa một lượng đáng kể 8 chất dinh dưỡng quan trọng từ các vitamin quan trọng như K và C. Hãy thêm ít nhất 1/2 quả bơ vào khẩu phần ăn của bạn mỗi ngày. Bạn có thể ăn luôn khi trái vừa chín mềm tay hay chế biến nó thành nhiều món ngon miệng, chẳng hạn như xay sinh tố, trộn salad, mousse bơ, bánh ngọt và kem phủ bơ. Quả bơ có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm tạo thành các món ngon miệng, mát bổ, nhưng cũng cần có những lưu ý sau khi ăn và chế biến. Dưới đây là những thông tin dinh dưỡng và cách sử dụng của quả bơ do tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết. 1. Vỏ quả bơ. Vỏ quả bơ có tính bình, vị ngọt, có tác dụng lợi tiểu, chữa phủ thủng, chướng bụng. Tuy nhiên lưu ý, lựa chọn vỏ bơ không sử dụng các chất bảo vệ thực vật. 2. Ruột và hạt bơ. Hầu hết các bạn nội trợ thường có thói quen khoét bỏ ruột và hạt bơ trước khi chế biến thành món ăn. Tuy nhiên, hạt bơ không những chứa nhiều vitamin và dưỡng chất, hạt bơ còn có tác dụng để trị run hay đau đầu. Hoặc khi bị viêm lợi, tụt lợi, bạn có thể lấy hạt bơ đun lấy nước để súc miệng. Vì vậy, chỉ nên bỏ phần ruột và hạt bơ khi quá già. 3. Rau bơ. Rau bơ giàu chất xơ nên giúp người ăn no bụng mà không sợ tăng cân. Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, rau bơ còn có tác dụng chữa sỏi thận, tiểu ít, tiểu khó.
4. Tua bầu. Khi nhặt ngọn bầu, nhiều người hay ngắt bỏ tua. Tuy nhiên, nếu tua bầu non thì việc ngắt bỏ là không cần thiết vì không chỉ ăn ngon, tua bầu thường còn có thể đun lên làm nước để tắm, trị mẩn ngứa, rông sẩy vào mùa hè. 5. Hoa bầu. Hoa bầu không chỉ là món ăn ngon mà còn có tác dụng chống tiêu chảy rất tốt, đặc biệt là khi ăn chung với hải sản. Ngoài ra, với những người phải hoạt động ngoài trời ra nhiều mồ hôi, có thể lấy hoa bầu đun lấy nước để uống để phòng mất nước. 6. Rễ của quả bầu. Có thể được sử dụng để điều trị chứng bệnh vàng da, da bị phù do chức năng gan kém. Rễ của quả bầu có hiệu quả giải độc gan rất tốt cho sức khỏe. 7. Ăn bầu giúp đẹp da. Nước bầu có chứa các vitamin thiết yếu khôi phục lại sức sống cho làn da. Nó giúp trẻ hóa tế bào da, thậm chí còn điều tiết sản xuất dầu, ngăn chặn mụn phát triển. Với những trẻ bị ngứa, rông sẩy, có thể lấy hoa và tua cuốn của bầu đun làm nước tắm. 8. Ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Hàm lượng chất xơ hòa tan cao cùng với khoáng chất như kali, natri có trong quả bầu sẽ giúp hệ tim mạch thêm khỏe mạnh hơn. Nó sẽ giúp giảm lượng cholesterol bám ở thành mạch máu, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim hoặc đột quỵ. Ăn bầu hàng ngày hoặc uống một cốc nước ép sẽ giúp bạn ngăn chặn nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. 9. Giúp thông tiểu. Quả bầu là một loại quả có tác dụng lợi tiểu tự nhiên đáng sử dụng. Ăn bầu hàng ngày sẽ giúp cơ thể thúc đẩy việc đi vệ sinh thường xuyên để đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Từ đó sẽ tăng khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ trong đường tiết niệu. 10. Hỗ trợ giảm cân. Nước ép từ quả bầu được sử dụng rộng rãi để giảm cân khá tốt. Trong nước ép có đầy đủ các vitamin như vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin E. Ngoài ra, quả bầu không chứa chất béo, lượng calo vừa phải nên hoàn toàn phù hợp để giảm cân ở phụ nữ. Thông thường khi ăn bầu, nếu thấy bị đắng, chúng ta chỉ bỏ đi phần đắng và ăn phần còn lại. Tuy nhiên, cần bỏ cả quả bầu đó đi. Ăn quả bầu bị đắng có thể bị ngộ độc, trường hợp nhẹ có thể sẽ tự đào thải, trường hợp nặng hơn sẽ bị buồn nôn, đau bụng. Trước đây, ở Ấn Độ đã từng ghi nhận một trường hợp tử vong do ngộ độc vì uống nước ép bầu từ quả bầu. Sau vụ việc này, đã có nhiều khuyến cáo về việc uống nước ép quả bầu. Trước khi uống, cần nếm thử mùi vị của nước ép xem có bị đắng hay không. Quả bầu có tính mát, ngon nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Một tuần không nên ăn quá 3 bữa bầu và cần ăn nhiều loại rau củ khác để cơ thể được tiếp nhận phong phú vitamin và dưỡng chất. Bầu có tính lạnh nên những người đang bị lạnh bụng, đầy hơi thì không nên ăn bầu. Ăn bầu sẽ làm cho tình trạng bệnh thêm trầm trọng hơn.